Nó đã ngon lắm chưa? Ta xem nào. Úi dồi ôi, Champion Score 880 là ngon rồi. Táp này, tê này. Tao chỉ bật livestream ăn đẹp để ăn livestream chị cơ. Không. Map mới đi từ trao 12 may ra. Đi chị ơi. Sao mới 12? Chem cái phép màu xem livestream chưa? Chứ không lẽ chị đã nào chem ngồi cô đơn ngồi cài game vậy hả chị? Nhưng mà đây chị không đủ thì làm sao chị mở được? Xem Hizo có chạm được, chọn được. Thử Hizo là leader à? Last skin kìa. Thử đã. Cho Hizo làm leader xem thử xem có chọn được map không. Kỳ này thì em thi UC đó, em thi UC quá thi giới 2 quá ta. Là cái gì? Không gì chị. Thi giới 2 chứ không phải thi giới thứ 2 nha chị. Đó. Tầm nhường rộng làm vậy tốt hơn không? Để ghi dấu wow. Chọn bàn. Ủa chị Phương chơi win rồi chị. Chơi gì? Chị đang chơi chị không chơi được mà full màn hình. Em có tất cả cái đầy vũ khí của thằng đầu trọc rồi hả chị? Thôi xem. Ông cứ to mồm xong cuối cùng bây giờ là có vào được đâu. Vì đi cài lại game một tí nữa mà cài xong xong rồi nó quay lại level 1 thì thôi xóa mẹ game cho xong. Hả? Ôi chị sao xóa lại game được? Chị nên biết á. Ủa? Em sao cái map này quen ấy hả Hizo? Nó vẫn của map 1 à, nhưng mà là theo kiểu trao à hay là cái gì à? Chaos. Vâng à. Thế bao giờ mình mới được sang map 2? Gì? Thì map này chào chị. To tổ hợp map 2 rồi đấy, map cũ sang sáng hơn. Thế là cái này là của map 2 à? Thế sang map 2 là nó cũng y hệt như này chỉ là nó kiểu nó hoang tàn hơn à, thế là không thay đổi vẫn là những cái này. Hóa ra đây, đây giữa này. Thôi chị đi với Hizo thì chị đợi đây này Hizo rồi. Cho Hizo đấy, đấy, rồi em lắp đặt bẫy đi. Cho leader lắp bẫy. Ủa chị ơi, chị xưa chị không tỏ chút chị. Hả? Cây vũ khí, cái cây vũ lộn. Cây này của chị là mạnh nhất rồi đấy. Đâu đam có 1.300 thôi. Thì có thế thôi. Vậy thì đã hẹn cái đam chị nhiêu. Đam này chỉ thế thôi. Đam này cao nhất trong những cái con tôi có rồi. Được. Ở chị biết cái cây em đam nhiêu không? Ông cây mấy hôm nay 2.000 nữa chị. Ơi cần không chú em xe đồ cho vậy. Lên trên đây đi. Còn ok, cần nút đồ em không? Mấy mấy cái bẫy này làm thêm một cái trụ súng bắn ngay sau đấy hi dụ. Xem có đủ tiền không ạ. Để nhịp tay tay chất tự tự. Em vẫn thấy là khi em đứng ngoài em coi chị thì cũng thấy em mạnh cao cả hơn. Tôi chỉ đợi ông vào để nó hài như thế nào. Chị vậy em phải thú vui như vậy. Tôi đang khổ lên hôm nay Hizo lại cuối tuần mà lại chơi được đến 11 giờ rồi thế này. Còn đâu những đêm 4 giờ sáng. Mà mình không thể mà bảo thức với con mèo này đến 4 giờ mệt lắm. Cười mà lắm. Mệt lắm. Đây còn một cửa nữa Hizo. Ok, mai là ok. Tối mai thì Hizo được. Ai vào này? Maru Gri Cung này. Trời xem nào. Ui, thằng này vớ vẩn có 250 champion score thôi. Thằng này vớ vẩn nhá. Chị biết
cái limit đặt đồ nó hiện ở đâu chị ạ? Đặt hết, ừ, như nhớ là này còn có còn cái cửa này không biết Hiro đặt chưa này. Nhớ đang có cái cửa ngách này. Rồi ok xong. Chị biết chứ, biết đặt đồ nó đặt đâu chị, để đặt đâu để cho chị biết không? Đủ 4 đứa à chưa? Chị nhìn ở trên góc bên phải. Cái gì? Trên góc bên phải làm sao? Không. Thử cho cái nhạc kê nó nhỏ một chút thôi, nhạc kê to quá. Đâu nhỉ? Rồi. Nào, tìm vị trí thuận lợi để bắn ở đây kia rồi, vị trí quen thuộc của mình đây rồi. Quá chị ơi. Đấy, một tuần rồi chưa chơi con này đấy. Buồn quá. Nhưng hôm nay để cho Hiro nó tìm một mình. Đương nhiên là mai Hiro còn có việc bận nên là nghỉ, cần nghỉ sớm. Mai Hiro quẩy sâu đêm với tôi luôn. Điền hết nó vẫn vào. Ở bên này chị rảnh không chị? Mai là buổi tối chị rảnh không? Chị chưa biết, nghĩ xem đã, rảnh cái gì đã. Nếu mà rảnh thì hư xây, nếu chị vô rảnh thì bố chị nghĩ thôi, còn nếu mà rảnh sao mai chơi im lặng đi. Ôi, chân hôn. Đợi hết cái quay này có tiền mua uồn. Sao này nó mạnh hơn hẳn rồi, bố tiền sư. Nó cái gì phăm phăm này, level 204 ạ. Hay là chỉ bắn nó không biết tạm luôn rồi. Ừ. Có chỉ có phải chú với chỉ yếu vậy rồi. Thì ông vào đi. Chúng tôi đang cần người đây. Ô. Ô, cái bạn này bạn có nhân vật này ấy này. Bạn mở được cái nhân vật ấy này. Một đứa public vào này. Bên đấy còn có chắn, bên này không có chắn mới là khổ này. Nhân vật mới cũng hơi yếu. Ừ, được cái trông ngầu thôi. Có cái thằng chùm mũ chùm đầu. Em này chỉ ghét chơi bonsai cái vậy người Mỹ chị ơi. Tại khi mà trong một cái bờ á mà đủ 4 người nha thì nó sẽ bút cho chị khoảng 99% tăng kinh nghiệm. Đây sáu cái món legendary nữa. Chặn cái ở đây. Ngon. Lúc này mới vào như khác. Đừng chị ơi. Im lặng. Đặt cái số 8 đi. Không. Cái số 8 chị đặt như đối diện cửa ấy. Trời ơi nó mạnh. Không, chị quen cái này rồi. Cái kia là có Hiro rồi, không phải lo. Xem còn cái cửa nào mình còn không, còn có 82 đồng. Đặt thêm được một cái súng. Từ lâu là vô mà. Từ lâu có dụng đâu. Ủa chị ơi. Bây giờ bên Hà Nội mới về. À, nó cũng như Hồ Chí Minh của em ấy. Cảm ơn em. Chơi Hồ Chí Minh 1 giờ ra. À thế à, ô chênh à. Múi giờ cũng có vẻ là khác lại. Nói con đứa thì muốn cắt mic này. Chắc là ở trên này nó nhộn. Ngồi mấy thằng này nhân vật mới rồi, level 207 ạ. Nhưng mà nó dễ gì em gái chị. Tích 10 ngàn để chị á chị. Tích được ngàn. Tích. Tích mắc không thấm đam. À mày không thấm đam. Cả đấy mày cơn lốc xoáy.
đầy hết rồi. Còn mấy con mới, nhân vật mới kinh nhé. Im lặng đấy. Cái gì đây? Sentry này kinh ấy. Nhìn trong phê đấy. Không được rồi. Không được rồi ơi. Im lặng, im lặng. Không, có muốn tắt stream không? Mà là quả trứng này. Cô sẽ lót rồi, chị cô rồi. Chỗ đây có phải là chỗ vừa con ấy không nhỉ? Con bát ở đấy á. Ủa, Dick Wester Envoy là gì? Cái này nó khỏe quá, cứu với, bên của chị nó khỏe quá. Thì cứ nói cái gì? Đấy, đúng rồi, không nhận cái gì mà nghe lại cứ ba ba là cái gì? Không nghe ra được. Ôi, bên này bốn, nó ở bên mình, bốn ở bên mình. Và ai rồi? Nhạc game của chị còn to hơn cả cái tiếng của Khang nhá. Bây giờ nãy giờ chị không nghe mình nói thì giờ nó còn gì nghe. Chị đẹp ơi. Đấy đủ Sentry bạn kia. Bạn đặt cái này ở đây rồi, đỡ rồi. Chị nghe đây rồi. Ờ. Bảo đẹp phát là tôi nghe được ngay mà. Đồ lên mình ready mà để sao nó lại không biết. Ôi thích cái đo nào ở đây rồi. Sao? Hình như có level của cái gì ấy. Sau khi level nhân vật thì còn level gì nữa đó. Level
Senchi ghê. Có cái... Senchi kia nhau nhìn Senchi của cái thằng cái của thằng Senchi chứ không phải là ấy, quên mất. Đúng chất luôn á chị. Kia nhau trồng cả cái búa to đại bự. Cái coi như là khung chắn của nó kinh quá. Đúng rồi. Dạ, khác đâu giống ai đó đâu. Tắt mồm, tắt mồm. Ủa em đâu nói chị, em nói thằng Hương Si mà. Quên đi. Nói Hizo thì cũng tắt được mồm. 9.000 nữa là mua được nó kinh. Nhưng mà Senchi thì kinh, à cái chắn của nó kinh thật. Yêu xì ơi, thiếu gì? Mày không có tiền thì nói lại đi. Từ nãy giờ là mà là tôi tải xong rồi đấy nha anh Khang nhá. Dạ, không phải chạy. Chém đúng không? Đặc biệt chơi chỉ phải có thời gian chỉ đợi chị đợi gì cái game này chạy lại nhớ ở trên đó ui tôi ôi không để ý cái bên đấy điên đấy nhở không để ý không để ý không để ý đặt đồ mà recha lại điên lắm rồi vậy không có mình vô gánh tim sao nói tắt stream đây à tắt stream đây. Chị ơi đừng chị ơi, chị đẹp ơi. Nghe thối quá không ngửi rồi. Hả? Nó bắt lại à? Bắt từ quay 1, à đâu, được 4 trên 5 nè. Ơ nhưng mà mất hết bẫy rồi. Chị ơi. Thế phải chơi lại à? Nó giống như cho như chút của mấy cái thằng kia mấy bữa. Thế lại phải đặt lại bẫy à? Điền nó thế. Cho mình cái gì tích gì thôi thằng nào đợi mọi người đặt thôi mình hết ngọc rồi có tiền đâu mà đặt à, bác nào chưa g à trời ơi công nhà thì đã đợi thằng kia bác mời là về ok chị Phương ơi em cảm thấy cái sự kiên trì đúng đẹp luôn á chị kì dè đương nhiên là luôn á dùng cái vũ khí vậy đúng cùi luôn thích nói đấy không dạ không cái gì chị ơi đừng tắt lên chim dạ xem chùa bữa chứ có đang đau không đấy dạ. Lúc đấy là bị dính cái cửa bên này này nè cửa này nè lốc xoáy búa nào cái búa đấy kinh mà xem bên này bên này sợ bên này yếu hơn nên là phải bảo vệ bên này tầm này em mới nha sao kiểu đó con bé vậy ra mấy bữa ấy, ốp được cái chân xong rồi nó bị mất luôn cái chân mà trong đấy nó còn 2 tiếng nữa. Ai bảo không ấp ủ nó phải ấp có cho vào chăn không ôi cửa này bị ấy rồi chết rồi cửa bên này chết rồi bà con sức người đấy đã chắn một cái búa rồi mà mẹ nó vẫn phá tan này khổ à thằng kia ao rồi mất búa cái thằng chơi không không được
chưa diệt hết nên là nó chưa quay vẫn còn. Ôi chết chết chết, cửa bên trái em ơi. Thôi chết rồi. Thằng củ nồi kia đang chơi để ao. Ờ, ơi em có trong game đâu chị, nói em củ nồi. Chửi luôn. Từ cái thằng mà đang chơi ao lẫn cái thằng chỉ nói mồm mãi chưa vào. Ôi em giàu rồi nha, em nói trước cái dây em giàu rồi nha. Em vô được game rồi nha, chị đừng có hơi mà không khiếp em nha. Ô, em đừng trong cái ngồi không thấy ghế. Level 41 của cái ấy rồi. Kinh quá, mình mới lại vừa yêu nào yêu gì cho Khang bay đi. Khang củ nồi rồi chị ơi, chị đẹp ơi. Củ ơi là củ, chị là trong những người đẹp nhất á. Rồi cho em vô vậy xong trường tự vô thôi giống như bọn nó. Ờ chị Phương hay vậy, bọn public nó tự vào mà. Có gì hả? Em tưởng nó phòng rabbit. Đâu, chị thấy bọn nó tự nhiên nó... Bọn nó tự nhảy vào. Lại quay, quay về đây em, bây giờ em hy sinh mình nữa. À đây là cát đi rồi. Chị em cầm cái... Nhưng anh chị nhìn thấy em cầm cái xác gì không? Đấy, rồi. Em hy sinh vì nghệ thuật vậy đấy. Vâng anh. Chị em si mà làm gì mà thì mày cũng muốn giống tao không? Cát được 567. Này này, ông còn chưa được 580 nha ông Khang nhá. 580 mới là chơi được cái kia cơ. Cái mét 2. Chị nói chị hả? Chị nói ông đấy. Ôi, chị nói là ông bây giờ chỉ có 580 như ông Khang ấy nha. Em lỗi nghe mồm. Chị nói ngỡ gàng luôn. Ngon, đợi hiện rồi chọn mát thôi. À, em cho em thông báo trước với chị nè. Em có một cây mà đam. Gậy kinh nhỉ. Đâu đam bao nhiêu đâu. Đây á. Em có một cây mà đam 1.900 luôn nè. Nhưng mà em cho chị cây đam 1.800 thôi được. Ủa mà sao vứt ra? Phải bán cơ. Bán sao? Không cần để yên chị xem. Em chụp cho chị coi không? Cái gậy của chị là 1.500. Đang 1.500. 1.300. Của tôi 1.500 rồi. Ý. Bởi vì nhân vật mạnh là khổ vậy. Wow, amazing. Đợi chị Phương. Chị đợi Izo lắp bẫy xong rồi chị lắp thêm một cái giáp chắn nữa. Rồi tại sao vậy chị Phương? Cái gì? Sao chị Phương không bấm cần chân mở đi? Đâu? Cần chân mở nó phải cho vào đúng người, nhớ vào ông thì sao? Tìm đi. Hi đây rồi. Quan trọng phải tìm chứ chị. Rồi đấy, bắt đầu Hiro rồi đấy. Wow wow wow. Nhưng em cũng phải có quy tắc chứ chị. Thì này. Tự nhiên đến tìm rồi thấy mình câu trả.
Hiro sợ đứng đờ người ra này. Sao lại chặn gì mà chặn, sao lại chặn đầm ấy? Ở kia con Hiro chặn rồi mà, chặn sát ở đây nè. Mấy cả để dành sang bên này đi. Không mà chị biết rồi, tính em rảnh mà chị, thôi kệ đi. Ui, dám mà nó đưa cho mình nữa phải tốt không? Ông không biết chị Phương cảm giác nào khi em đặt cái này ta. tự biết là kiểu như là sẽ chửi đúng không? Dạ em chỉ là cái hướng mà cái em chỉ cái hướng mà cái chỗ của mấy thằng mà xấu nó đúng đi vậy chị. Đấy, chắc là nó tự hiểu không, là chị. Tự hiểu là mình sẽ không, chửi. Không em nói trước nha, em không phải thằng phải quốc. Chị cứ yên tâm. Đây còn cái cửa này. Chịu không? Chịu bấm ship đi chị, giữ phím ship đi. Nhìn đi. Thì chị có thể coi được những cái biển báo của mấy cái chỗ xì băm, mấy con quái vật đó chị. Biển báo gì? Bấm rồi. Bấm ship chị nhìn vô cái chỗ xì băm. Nó sẽ báo là có bao nhiêu con gì? Đúng vậy. Bên đây ít nè. Trời ơi, chị Phương ơi. Hiro không đặt bẫy ở ấy nhá. Đây mình đặt gọi là đặt bẫy giữa, không đặt ở bẫy ở ngay sát cửa. Gì? Cái cây gậy phù thủy chị á, em có cây mạnh hơn chị nè. Xem cây là cái cây này cây khác nha, cây này 1,700. Tôi cái chị à, răng 1,500, đam 1,500. 1,300 đúng không? Có gậy xịn thì lấy cây của em không? Bán đấy, cho vào trong bán đâu, bán bán hơn làm sao bán nào nhỉ? Thôi khi nào chúng là có gậy 2,000 thì bán đó chị. Chị ăn 1,500 rồi. Ô chị có một cây 1,300 nè. 1,300 thôi. Chưa, làm sao để em bấm vô shop của em để em bán cho chị đó. ESC Play Your Shop. Xong có Edit Shop. Play Your Shop đây. Ừ, có Edit này. Bán rẻ thôi mới mua nha. Đâu, cây của em. Ấy 1,300 thì tôi chị mua làm gì, chị đang 1,500 rồi. Ồ, cái cây của em không bán được. Em hình như nó mạnh quá, nó không bắn được. Nghe thối rồi đi. Nhảy qua lại giữa hai bên. Ui ôi, nó phá vỡ mất cái rào chắn của mình mất. Ôi, cái rào chắn của em phá. Ôi, sắp vỡ cái rào chắn rồi. Có hoàn của em. Oh no. Rồi. Đâu, control là cái cửa nào đây? Ơ, đậu xanh. Không ai để đặt khí nữa. Loại cửa này. Đặt rồi, nó phá đấy ạ. Yếu quá chị Phương. Ông mạnh, ông làm đi.
em đâu nói gì đâu, em xin lỗi chị. Em quên từ nãy giờ là nó đã vào rồi, phải tắt pin lát cái máy tôi. Này cái này không phải là lỗi cho chị. Cái này lỗi cho game, sao vẫn còn là ui rồi rông ở giữa. Ủa tiên sư vừa đang định thở là xong rồi, ai ngờ vẫn còn đâu, tôi chết rồi, khó thế. Không ai đặt cái kia hết à, đâu đặt ở giữa rồi đấy, nhưng mà như là không chưa có súng bắn rồng hoặc là có nhưng mà không chắc mà. Ý ông là gì? Hiêu xe nó thụ trùng nó cũng chắc chứ. Ừ, thế ý ông còn thích đi tô đồng rồi. Ý ông là gì đấy? Đó không có gì vậy. Ý ông mà lỗi là Hiro ấy nè. Dạ không phải. À, thì cứ nói thẳng ra. Dạ không phải, em bồ đồ quá. Bồ đồ. Trời ơi, ơ là. Chúng nại hoài. Trời ơi, chúng nại hoài ai chơi. Mắc na còn có cái đá xanh còn có 42 viên. Ở đây còn chưa có súng bắn rồng, chưa có súng bắn rồng ở đây. Em đừng tóc súng bắn lòng chưa? Đây, súng bắn rồng ở giữa này anh chưa có. Ơi, chưa kịp đặt mà. Thì đặt đi, bây giờ nó mới ấy thôi mà. Chưa bắt đặt vậy, em tiền đây. Chị còn có 42 đồng thôi, không đủ. Ờ, được, chị được. Đâu? Mẹ đâu? Chọn này. Đây. Đó, đặt súng bắn rồng đi. Đồ ông còn hiếu suy này. Lấy tiền thôi. Ở đây có cái dấu X đỏ nghĩa là gì ta? Giờ em đặt cái này ở đây giúp chị nè. Đó, à, giúp à, giúp à, giúp à. Ủa giờ sau cái khiên, này chị biết cái tô thầm không chị? Không. Cái chị nhìn, chị bấm chơi á, nếu chị bấm chơi á, chị nhìn cái ở dưới phần skill của chị á, nó mới cái tô thầm để chị trang bị vô, chị chọn nào mạnh đi. Chứ cái khiên chị có 250 máu à. Chắc là chị chỉ đến thế thôi. Chị tìm cái tô tầm nào mạnh chút. Em cái thủ thuận của em nha là em nâng được tới 500 mấy ngàn máu. Xin lần sau ông đặt mấy cái khiên của ông nhá. Ấy nha. Được không? Không đúng mà, đúng mà. Ấy nha. Phải đặt chứ, không đặt chết đâu. À. Này biết trưởng của bà chưa? Bà chưa biết rồi. Đầu tủ một phát con đi chung. Trình mạnh chứ ai chơi nổi. Rồi. Thủ à? Cửa. Cửa nào đây? Cửa trái đang thủ. Ủa, cửa trái. Cửa nào bị vào vậy? Bên chạy á. Tôi bên này cơ mà. Không biết, bên này, alo, không phải bên này. Bánh chạy nè. Tôi một lúc hai bên thì bố ai mà là bên được mà chị. Em
Ôi ơi, hiu suy hiu suy. Thì bắn đồng, bắn đồng, bắn đồng. Sao đợt này quay ra mạnh thế nhỉ? Video có sợ quay khó không vậy? Không phải khó mà một mình có người nào nó thứ rồi đó kìa. Không phải chạy đây mới, bây giờ mấy con quay một đây là mới chưa đủ trình độ đấy đi. Khang ra ra Khang Khang có khiên mạnh hơn thì ra đặt đi này để chị sell mấy cái này đi. Chạy cannot sell. Tại sao của chị cannot nhỉ? Nó bảo của chị là cannot sell. Bên này chắc chắn phải cho hình cái súng bằng. Chưa nha, đừng nghe ray đi hết nha. Rồi, update này. Ở bên phải nữa. Bên này chưa có cái chắn nữa, xem có xây một cái chắn đâu. Chị đặt cái chắn này. Chị chỉ sợ cái chắn của chị à, không được, không được, hết rồi, hết rồi. Limit rồi. Limit rồi, limit rồi. Vậy chị đứng thủ đó đi. Xem có ở thôi còn 75 động chả upgrade được cái súng này. Đây là chút em đưa chị cái cây mạnh nhất trong cái kho vũ khí của em luôn ta. Để cây mạnh nhất trong kho vũ khí của em. Ui giời. Hết thuốc nổ của đùng đoàn. Xem cây như thế nào. Thì nhá. Bắn được không? Ở chị chỉ cần đứng xa đã là kinh lắm rồi. Ui ui ui, cái trường cổng đằng sau lưng mình nè. Canh đây được không? Chị đang phụ bên này. Chết hết rồi đây này. Tức là vũ khí kéo hết rồi đây này. Tranh thủ repair. Help me over here kìa. Ô, bên cửa là bên phải. Rồi ôi. Bên nào em đang cầm cái kiếm gì vậy? Rồng. Ôi, em tự kiếm sao đánh được? Rồi. Ngoài em hai tập này chứ. Vậy nên biết em toàn những đồ vũ khí mà đây giờ cũng tích mà dùng đồ rồi. Còn những khúc cờ đỏ hồng hồng ở đây. Rồi đấy. Nha. Cái cây này của em bán cho chị được. Được. Dạ chị ơi, mình phải có một chút gì đó. À đây nè. Rồi chị.
để em bán giá là vậy. Nó không đạt được nhỉ. Rồi chị, rồi mua đi chị. Rích kìa. Chị mua chưa? Chưa, được đăng upgrade nha. Súng. Chị mua trước đi, cây này mạnh lắm. Y nè. Rồi ESC Player Soap nè. Một của chị hiện là có 1251 đam. Còn của em 1900. Đó. Đó. Kiểu vào từng người thôi là để xem nào. Nó đi theo nhân vật ấy, tức là ở nhân vật của mình thì cao chứ vào người khác thì lại mỗi bên một cửa không lại là... Đây chị cửa bên này. Bên nào? Rồi bon bên này rồi. Chết chị kìa. Ô, con điên này nhảy à? Bên này đó. Ui. Nó đóng băng ạ. Tiền sư đóng băng mình. Mình bị chết luôn chứ. Kinh quá. Rồi. Nó đóng băng hết rồi mọi người. Đánh những cái mấy cái quay quay như này mà nó không cho mình có được cái gì mình nhỉ? Tuy là không đi qua hết nhưng mà cái mấy cái kiếm này được vẫn bị thất thủ đấy, nhưng mà cái này nó không cho mình cái gì ấy. Tại bên mình tao chỉ trang bị này cái sưu tầm cái gì đây đang ăn. Về tavern ở ok. Chơi map khác đi. Sao nãy giờ chưa chuyển? Bấm G chưa? Đấy, hello. Cái gậy của Khang sang chỉ đam này có mỗi 1.200. Tùy trong người rồi.
mà thử nó giống mùi gì. Đâu có này khác nữa. Cái chà bông nó đã ngăn rồi. Cái gì? Cái đồng tiền để em quy đổi em mua nhân vật đó chị, em được 1.200. Nó ở máy dành đó. Chưa suy nghĩ hả? Chị ra cái phần thôi chị ra cái chỗ mà thị trấn đó kìa. Chị ra chỗ thị trấn chứ đi, để em với chị tìm đứa nào có bán đồ. Tụi mình kiếm đồ nó mạnh mạnh hơn chút. Ok. Chị có bao nhiêu tiền? Lâu tiền tụi mình chắc đủ để mua vài món. Chị có năm còn mấy thì sao? Mấy hàng nhân vật bán ngon lắm. Đâu đâu đâu, nó mua gì đâu. Player nè. Đồ. Ồ, cái gì đây? Wow. Ui, trời ơi. Trời, chị ra cái phần mà sảnh đi chị ơi. Quá trời thằng bán đồ quá ngon. Ngon thằng này chắc bán đồ cũng được. Đâu tôi này bán đồ gì đây? Này là Lý Tô Long mình chắc mua được. Mua. Đây cái Lý Tô Long mình chơi được. Chị mua đi chị. Đâu? Chị ra phần sảnh, cái sảnh public á. Dạ chị đang ở thao đây. Xong rồi chị coi shop player, chị coi đứa nào mua đồ. Lazy Lady 900.000. Bán cái gì? Ủa, mình có 600.000 xem. Úi dồi 4 triệu rưỡi thôi. Big Brother. Úi dồi Vora này 1.350.000. Cái này là gì? Ồ, làm có 1.200. Đủ cái hàng. Dài hàng bán bét rồi chị. Có thằng, có mấy thằng bán bét rẻ lắm. Con cái nào bánh bét ngon không? Trời, có thằng bán bộ giá quá trời luôn. Bánh bét gì đây? Nãy chị, em mới mua được cái kiếm của thằng này là gì? Chị Phương đâu rồi? Đây rồi chị nhắn nút cái tin. Đâu chị đâu? Chị ra ngoài chưa? Ủa vậy chị Phương đâu rồi đó? Ui, vẫn ở trong thao. Chị Phương cắt đèn lăng quẳng đây thôi. Ủa chị đâu rồi?
Được bao nhiêu một củi? 140.000 giày 273. Đam 1.200. Mấy bạn này, mấy cái kiếm này đam hơi ít. Là không rõ. Ủa, được là mấy cái thế giới mới này à? Tô tầm là nó bán cái gì vậy? À, tô tầm là cái gì vậy? Thôi cái này bị sao hết rồi. Ủa, chị không biết tô tầm là gì luôn. Chị biết cái bức tự chị bắn chơi vậy thôi. 800.000, 750.000. Ây da. Y rồi. Tự heo pet này, helmet, global check. Đâu? Chị có biết cái mấy khung skill của chị không? Ừ. Chị bấm chơi lên, chị vô cái phần nhân vật chị đang dùng á. Ờ. Chị nhìn tuốt ở dưới mấy cái hình ô vuông á. Ờ. Nhìn tuốt ở dưới có phải là nó có mấy cái tượng gì không? Mấy phần trang bị của chị á. Helmet á. Chị đang dùng con gì á? Con phù thủy, chị chỉ dùng con phù thủy thôi. Rồi. Cái con phù phỉ của chị nè. Chị có thấy mấy cái ô mà trang bị đồ vô skill của chị không? Đây. Frame Tower nè. Ờ, có. Chị có thấy mấy cái kiểu như mà dây chuyền vàng bạc hay là trụ gì ở trong đó không? Tôi bật chị stream rồi đấy, xem đi. Mấy trang bị chị toàn để auto đi. Fan Power được 2594 nè. Chị nâng cấp nó lên. À, upgrade này. Này đây. Nâng cấp để cho mấy cái à rồi. Ôi giời. Đó giờ mới biết thôi. Hết. Lần trước có nâng nhưng mà không thể nâng nhiều được. Nó chỉ tầm đấy. Hết rồi. Nó cần phải có cái plane mode này. Ngọc xanh gì đó. À đúng rồi, chị cần cái gì để chị trang bị? Ấy, cái con đầu chọc chị ấy, chị có dùng không? Cho chị cái cây này luôn. Ồ, cái gì đây? Ý này là gì? Chị ít dùng con đầu chọc lắm. Chị dùng không? Ít dùng. Rồi chị có dùng không? Em cho chị cái này. Để xem nào. Con đấy chị đang dùng đàm yếu lắm, có 605. Đây, em đi cho chị. Ok. Y này. Ủa, trong game này bán được hai thứ mình nghĩ luôn hả? Rồi chị vô chị mua của em đi. Ờ, chỉ được 2 slot thôi. Cây ok không? Chưa thấy ở trong thao nhỉ? Đâu để em coi chụp chung nó. Nick em đâu thao? Em có chị Phương đâu? Em hay là chị em mình khác thao à? Để em con gì anh? Đây em join. Trời hình gì nãy giờ em tìm thấy. Thiệt. Nizo bị lỗi mạng, bây giờ mới vào được. Bây giờ hai đứa mình đang chỉ đồ để tán đồ. Đây, đó. Chị chỉ con bé giữ em không? Đây, chị thấy con bé giữ em không? Nhìn được đâu. Sao lại có cái hero này đúng không? Rồi ok, thank you. Úi giời, úi giời. Bạn lắm nha. À. Hiền chính mình đấy. Rồi. Sang tôi là có 1.200, thế mới đau. Em hy sinh mình nghệ thuật nha. Dạ. Điên quá. Đó
gọi chị Phương cầu thông ơi. Hết upgrade rồi. Rồi, có mấy con bộ trang phục của nó cứ gọi là đâu chị trong phòng ấy, lấy từ em cho chị. Đang nhìn trăm nghìn. Chị phải tạo thang lên private. Making Android style when story setting. Đâu mời em coi. Đây vừa em đăng lập. Hiếu gì John, chị Phương hay Hiếu gì? Thằng vào lobby đây. Úi giời. Nghe rõ kìa. Không phải, em nghe tưởng chị ăn giấy cơ. Nhưng mà theo okay. Chị đang ăn bánh snack đúng không? Ngon, chị ăn bim bim. Ủa, bim bim với snack khác nhau gì ta? Chị cũng chả biết, nhưng mà em gọi là bánh snack. Nè, chị không snack biết. Snack với bim bim hai cái chạy nhau à? Nhớ là hình như là buổi tối cáo bảo là cái gì, có muốn nói chuyện riêng để xem nào. Rồi sao nãy giờ em lót bên chị lâu vậy ta? Sao vào lobby lâu ấy nhỉ? Xoay tròn mãi ở cái này. Khả năng nó còn thoát nữa kìa. Hay là mình chỉ qua kế hoạch 2 vậy? Chỉ qua kế hoạch 2 chưa qua lô. Đấu. Úi giời. Chị Phương, cho em hỏi này được không chị Phương? Không. Đứa nào đưa chơi bán cho chị cái gậy phép thuật quá giá dạ, 180. Nhưng mà có dùng được đâu, và sang tôi là có 120. Chị ơi, em nói thiệt chị luôn. Chị lấy đồ người khác, chị đừng có sang tô 3 vòng vậy kìa. Nói chung là cũng không được tác dụng gì. Ủa, đâu. Ủa, chị vô mát chưa? Chị rồi. Ủa, sao chị còn ngoài party? Ờ thế chết, chị, à chưa, chị vẫn đang ở party, đang đợi Hizo chọn map mà. À, thế chết rồi, khang ao rồi. Đâu ao đâu, còn vừa bảo này. Vừa bảo lấy party xong. Nó y, rồi, you have zone party. Buồn quá chị ơi.
ăn mì chua mà cứ buồn nên chưa hết cả mì ra bây giờ. Buồn lắm. Đợi phê phê. Đợi Hiro chọn, đợi Hiro chọn xem có cái mắt nào nó đỡ đỡ. Tự nhiên cho cây gậy rất thật như vậy, cây cái vậy cây kia ngoài đó cái người đó ăn bát ăn bát ăn cháo đá bát luôn chứ. Đá đâu đáy. Ô thì chết rồi, vừa mới làm mà nó thế này là nào. Đấy, mà chúng mày đá mày đấm này nè. Cái chao này đang nha, cái chao này chắc là đang chơi dở. Chị quá đáng lắm luôn. Úi giời ơi. Úi giời ơi, một pha đấu súng cân đôi này. Ôi ơi, ai muốn xem vụ này không? À chắc là chị Phương xem hết rồi nhỉ. Chị á, chị mới xem của ông Dũng đến nó bàn. Ok cái gì đó. Cyber. Thằng. Xem gì đó. Nobody High. Úi giời. À, ủa thằng này kém lắm, mấy con level vàng 36 á. Úi dồi ôi, mọi người tiền. Á à, em cảm giác giàu thật là thú vị. Kiểu dạng mình có thể mua mọi thứ luôn ý. Tức là làm nhiệm vụ bằng tiền ấy, chị hiểu không? Mới ra game đã có Wiimote rồi. Thật là ôi, làm nhiệm vụ tiền sướng vãi. Nó bảo là mày muốn thằng kia trả bố mày 10.000 đô la để mà mua cho con robot này. Bây giờ ấy là mình bọn mày làm theo thằng nào mày không làm cho nó đúng không? Thế bây giờ xong rồi mình đứng lên đập bàn bảo vậy thì hãy làm một thỏa thuận mới. Sau thằng kia hỏi mày trả bao nhiêu? Thế là nó hiện ra cái là tao có một kế hoạch khác và ở dưới là 20.000 đô chơi luôn. Thế là mình có tiền. Nếu mà bình thường mình không có tiền ấy, thì mình hãy chọn cái ở trên. Nhưng mà mình có tiền, mình chọn ngay cái ở dưới. Chị hiểu ôi chị hiểu ôi. Chị hiểu đại khái là bình thường chưa có tiền thì chỉ chọn được nhiệm vụ ở đầu thôi. Chọn cái đầu, tức là mình sẽ phải đi theo hướng khác. Nhưng mà đây có tiền, kiểu dạng mình phang luôn tiền vào để cướp luôn robot ấy. Bọn mình lại quay về đây à, video à? Đang chơi Cyberpunk hả? Đúng. Đúng rồi, phê quá. Cảm giác giàu thật thú vị. Kiểu dạng mình mua được tất mọi thứ bằng tiền luôn. Ủa vậy sao em mua để người ta làm chi ta? Xem map nào cấp thấp. Để tôi xem. Cô xem một cháu rồi ghi là Only Leader. Đâu em chơi, em nói thiệt chị luôn, em xem lần tấm lòng của em sẽ chọn map nó gọi KS2. Để cho chị dễ chơi gì hiểu không? Tấm lòng. Nói chuyện đáng yêu lắm thôi. Ôi giời, phê quá Cyberpunk ơi. Có vẻ nghiện cháu này rồi mọi người ơi. Kiểu dạng cứ kiểu hưng phấn kiểu gì. Ông đừng kiểu mà ông kích thích cho tôi mua game được. Phê cực kỳ luôn ý. Thế tại sao lại phải mua game? Hoa thì giống thật nhá. Xong bắt đầu kiểu dạng. Ui. Chị Phương. Phê quá. Phương gãi đâu chị Phương? Phê quá. Thang. Nếu chị Phương gãi chị Phương qua nhà em ngồi xem máy tại xem một phần giúp em. Còn năm mấy ghi làm đi. Ủa rồi, năm mấy ghi chị nói nhẹ nhàng hả chị? Chiến đi. Phê quá. Năm mấy ghi nhẹ. Tiền. Dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Game này có phong cách chơi mới thật tuyệt vời. Nhưng phòng một phong cách mà những game khác không có. Dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Ôi, em ngồi ăn đây. Phong cách chơi dùng tiền giải quyết mọi thứ. Mọi người đấy quả phong cách chơi chất đâu. Dùng tiền giải quyết mọi thứ. Kiểu dạng nó trả giá này mình trả giá gấp đôi ấy, kiểu đấy. Ui giời ơi. Cảm giác phê vãi. Hưng phấn lắm. Khang ơi tải ấm mua về đi. Có Canon map này đẹp nhỉ. Vẫn cái khung này nhưng mà trông hoang tàn thật. Và lại còn vào buổi tối nữa. Ê quá chị ơi. Rồi đấy Khang ơi. Vậy. Đừng có mải ăn nữa. Rồi đi. Xem inventory mình có con boss này chưa. Bấm G xong rồi ăn tiếp. Sai rồi. Chị nên hiểu á là hiện giờ em chị biết em đang ăn gì không? Không quan tâm. Em đi liền. Không, chị không quan tâm gì thì em càng nói chị. Muốn sặc quá. Thằng này nó nói chuyện là mình nhiều lúc mình muốn sặc thật.
Thì vậy ứa là máu. em đang ăn là mì, chị biết mì Hàn Quốc không? Canh chôn mờ kìa không? Ê, tao điên chứ tao không ngu nha. Đang ăn gì ấy làm gì? Bây giờ là tao đo cái đại sự ở đây cho ngoài nhá, chứ tao không dám đo gì chị Phương đâu, nói chứ. Bây giờ hả chị Hương, tôi tình yếu lắm, bây giờ chỉ hai đứa ngoài hai đứa mình thôi. Tô tầm cái đấy, thấy không? Tô tầm là cái gì? À, tự hào về những gì của mình. Đúng rồi, chị tự hào khi khi, khi chị có đứa gánh tim. Mặc vì chết như dạ rồi, gánh được cái gì cái trò này? Do chị đừng đặt, em đặt Thôi, luôn cho. à, đấy. tôi cũng đưa hết tiền rồi, tôi chả đáp gì cả. Bây giờ tôi Thôi được, luôn người em nhận đỡ. ra, em nhận ra cái trò này nó ghi là điều gì bạn không giải quyết được bằng tiền thì bạn phải giải quyết hơn bằng nhiều tiền. Gì Đấy, mà cái nếu gì bạn nếu không thể nếu giải cái quyết bằng này tiền thì mẹ bạn không không mua thể giải được, quyết bằng nhiều tiền hơn. nếu cái này mẹ không mua được bằng tiền thì bạn có thể mua được rất là nhiều tiền. Bạn có thể mua bằng nhiều tiền hơn. Sao sang nấu mì với chị ta? Dạ. Sang nấu mì với chị ta, ngại quá. Ờ vậy hả? Ờ đưa em lấy giấy bye bye chị. À, chị hồn nhiên ghê, chị nói giống như em ở gần chị lắm luôn á. Mặn nấu quá phải bật Xin bếp lên, xong rồi còn Oh. cái tôi nấu để đàng hoàng thịt hà không, rồi lại chứ không úp bát mì không, không ăn mì không người lái đâu, xong còn rau riếc Dạ, nữa, đừng ăn chị. Ui, phải rau nữa. Infinity point, Wow, đi du lần này cẩn thận đặt bẫy luôn ngay trước cổng bảo vệ luôn. bữa nay dụ phát bệnh chưa nữa. Không lớn Xem các cửa ngách nha. Lần trước là có cái mình nhớ là cái mọi lần là có cái mấy cái hộp, có mấy cái bìa gỗ ở đây thì mình ấy, lần này hết rồi, nó đứng ở trên này vậy. Giờ đi Khang ơi, người ăn. cảm giác like a boss quá chị ơi. Úi giời, đứng trên nhà. Rồi, cái cột pháo ở đây bị nó tấn công rồi. Canon, các em ơi ra bảo vệ canon. Rồi khẩu pháo. Úi rồi khẩu pháo. Phải đặt thêm cái rào chắn ở Mệt chỗ quá. ô bên bên này bên này bên này bên này. Ui, nó vào nó vào cửa. Ôi chết rồi, nó vào cửa. Này thì vào này. Vãi. Mọi người không, Can Đông, lại Can Đông bị viên ất đạn ách không nhỉ? chạy này. Cái viên Ui. đạn không chạy này mọi người. Cả Can Đông lẫn này thì bảo vệ lắm thế. Cả cửa chính lẫn Can Đông ạ. Rồi, điên thế. Nghe rõ tiếng Khang nó vừa kiểu như là ăn tiếp ấy. Kiểu nó rất là thản nhiên.
thất thủ phát là nó ăn tiếp được. Sao nó lại có thể bàng quang với cái thất thủ? Đâu, chị nghe chữ Không đừng thể tin gọi nổi. mình trên chiến thắng chưa? Thấy là cái việc thua là chuyện rất hiển nhiên hay sao? Intelligent. Lần sau một người đàn ông thất bại là một bát mì để ăn. Quay về lobby à? Từ từ để em out ra em ngồi ăn xong cái em chơi tiếp với chị. Chứ gì chơi gì ăn mới tập trung không chị? Ăn mất ngon. Đáng lẽ phải là ăn cho vèo thôi. Ô, ghê này bắt cua được giống trò kia kìa. Ghê này bắt cua được giống Dying Light này. Yo. Yo. Nhớ chơi game này nó còn có hero lại bay rồi. Ôi, vẫn là quả nhạc xe. Đi ba, úi rồi ôi, đi Khao ba, ăn mấy bát mì đấy. úi rồi ba, úi rồi ôi ba, ôi trời, sợ hãi. Úi xem có quả. Vanguard. No mà map một này, mấy cái này không dễ rồi. Ủa, đúng map này có đấy. Và đúng lúc đang có bọn nào à? Bốn đứa. Tàn gái, tàn gái, tàn gái. Úi giời, tàn À, gái. bot 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 bot. Úi giời, tàn gái. Úi giời, bắt là chim à. Úi giời, tàn gái. Chắc chơi còn rơi. Đâu ta? Sao cứ nhạt nhẽo mà chưa thấy con bot đâu ta? Chị ơi.
bọn này nó gánh, công nhận nó gánh hết rồi. Mình tranh thủ đi nhặt đồ thôi. Những con trong thương cuối cùng là chị rồi. Ờ, ok. Có cái gì mà giờ mình nhớ để đổi diện phòng, đổi phòng trọ cho em. Cái gì nhỉ? Đổi điện đối diện, đối diện phòng trọ chỗ em à? Có một người chị tên Phương. Nhưng mà thế nào? Victory, yeah. Lotto, lotto. Người Thanh Hóa, ôi trời ơi. Dương nào đấy? À, quay về lấy dương, quên mất. Kìa rồi. Bọn nó không thèm lấy dương à? Thế bọn nó lấy rồi. Phê phê phê. Không cho thời gian kịp lắp đổ.
Rồi điểm level của nó toàn 300 à, cái thằng 331 kìa. Kinh quá. Tân 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 tân. Lắp lại đồ này nha. Nhặt được nhất nhiều mà chả được cái mẹ gì cả. Anh chết. Nhặt được bao nhiêu thứ mà xong rồi. Chả lắp vào được cái gì cả. Toàn đồ gì nên là đọc xem nào, 4 này được cái chùy ô, có một hai chị em mình ở đây à? Đó. À không, chị đang bảo Hizo cơ. Map này có mỗi hai chị em à, bọn nó đi đâu hết rồi? Đam 1.300. Chạy hết rồi. Auto vào giờ hơi lắm, lại còn bị đầy nữa chứ. Rồi bàn bớt đi. Chọn tuột. Có chọn map nào mà có mấy thằng không? Mỗi hai chị em mà sợ hơi bị toang. Chết rồi, như có mấy chỗ là chưa kịp. Xem nào. Chỗ nào chưa kịp thì mình. Ok rồi này. Nè, có đứa vào. Úi giời, úi giời.
Ôi giời, sâu xé kinh thật. Suy si. Chết tiệt. Chết của con này. Holy shit. Phải gọi là, em thề cái game này nó phải gọi là quá là quá là. Oh, hải não, hải não, hải não, nó có nhiều cái. Cái gì đây? Found a brain mod. À, chắc cái này là để nâng này. Đã, đi từ quay một cho năm màu. Rồi ôi, game ơi là game, nó hay đến một cái mức, tức là nó phải căng thẳng một cái mức. Úi xồi ôi, chất chơi còn rơi. Thank you.
Level này nó cao rồi như thế nào? Map mô cũng thấy nặng nề. Trời ơi, game này nó nhiều cái hết. Tức là mình sẽ phải tua lại một cái đoạn là bọn này đang nói. Nếu mà lựa chọn ban đầu của mình sai thì là bọn mình được làm lại, nhưng mà có tua. Ui, chết rồi. Có cần rồng. Tức là ở đây là mình còn phải scan tiếp các thứ. Kiểu dạng scan các máy mủng các thứ hệ thống. Cái phần này thế nào mà map 1 đã có rồng hero ạ? Rồng bay ấy. Vãi. Chế độ này chế độ gì ta? Chứ gì là dòng bay phượng múa. Thì nhớ để làm con chào một à, cùng quá. Giấy automatic turret, ôi vãi cả. Visual audio. À, nó cái chịu bắn rồng. Ôi vãi cả, vãi cả, vãi. Em sẽ không nói điều này, nhưng mà nó ở đây còn có SSEXTOI. Xích toi. Ôi giời ơi, vãi cả. Ôi, ôi cuộc sống. Cái này mình chưa sửa. Có khu phố mà. Game có khu, khu đèn đỏ. Rồi. Dòng này thì dòng đố ở ngoài qua súng tao đấy, súng bắn dòng. Chết ngay. Rồi bỏ tót à, chạy như điên này. Có một con hay đây con boss. Ui dồi ôi, con boss này tởm thế. Captain này em ơi, có con boss ở bên tay trái kinh quá, nó cứ phi như một con điên này. Ui dồi ôi, nó phá cả trụ súng lẫn ấy rồi. Rồi con này khỏe quá, Captain này kinh quá.
nó phi gọi cứ là phân phân sư kinh quá. Đi đâu chưa đi nghỉ à? Hôm nay lại thấy bà có đi công việc. Ai à? Đi đâu? Bà là mai đi công việc, thế nên là không chơi thâu đêm nữa. Mà em đi Tí thi nghề. tí. Lâu lắm thôi mình mới quay về cái định nghĩa thi nghề. Hồi xưa mình thi nghề là làm gì ta? Quên chán. Bye bye chị ơi, em đưa rồi, mất điện. Ok rồi.